Xin chào các bạn, mời các bạn cùng chơi cái món spaghetti meatball do ba của Vienna làm. Vienna rất là thích cái món này mình làm. Mình không biết làm có ngon hay không. Ở nhà mình chưa có ai ăn, chỉ có con gái mình Vienna là ăn cái món này thôi. Thế cho nên nó tối ngày cái đòi mình ăn cái này hoài. Xin chào các bạn, trở lại với kênh Bầu Trời Boston. Hôm nay thì con gái mình đi học về sớm. Bữa nay thì cái ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2019 rồi. Con gái được sẽ nghỉ học khoảng 10 ngày đâu đó. Và được ăn Noel nè, rồi ăn Tết nè. Xong trở lại đi học là bắt đầu năm 2020 rồi. Đúng không? Thời gian qua lẹ. Thì hôm nay đi học về nửa ngày, nó đòi ăn cái gì đó, kêu ba dẫn đi chợ mua đồ về nấu cho nó ăn. Rồi, mày cũng muốn ăn cái gì? Spaghetti and meatball. Spaghetti and meatball, con biết làm không? No. Không biết làm, vì con phụ ba làm đó. Này, đi vô chợ, con đi vô trong đó, con coi trên internet đó. Coi cái cần cái gì, mua cái gì. Xong rồi cái đầu mình đi vô trong đó, mình kiếm mấy cái đồ về mình mua. Xong về hai cho con làm. Ha. Ok, rồi. Rồi xong good. Rồi bây giờ hai cho con đi vô chợ nha. Bánh mì này rất là nóng, rất là ngon. Thì còn nóng hổi à, ngon lắm. Mình thích, rất là thích bánh mì tụi này làm, ngon lắm. Bó này 99 cent cái bó này. 99 cent. Rồi. Yeah, this is good enough. A lot of tomato. Rồi mình lấy cỡ mấy trái. Maybe 3 trái đi ha. Kiếm cái trái nó cứng cứng á. Ta thì không biết buồn con. So maybe cái này đi ha. So cái này 4 đồng rưỡi một chai. Lấy 2 cái luôn. Ok. Rồi bỏ vô. Rồi hai cho con đi mua xong rồi. Giờ ra xe. Cái vấn đề là mình không biết mình đậu xe chỗ nào nữa nè. Đúng không? Giờ đi kiếm chút xíu đi. Nhưng cái bãi đậu xe này quá bự nên không biết đậu ở đâu á. Cái bãi đầu xe. Rồi trời, đã đi thấy rồi. Đã đi thấy xe. Rồi đi chợ về rồi các bạn ơi. Mình chuẩn bị bước vô nấu nha. Đây tất cả những cái gì mình có cho bữa nấu spaghetti and meatball bữa nay. Đây thì tất cả mấy cái này cũng cỡ 50 đô á. Rồi mình bắt nồi nước lên trước nha. Mình bắt nồi nước lên, mình là luộc ba cái mì trước cái đã. Xong rồi tính ấy kia nữa. Rồi các bạn, mình mua mấy cái này về đó thì mình rửa sơ qua như vậy thôi. Cái này thực sự ra từ đầu đến đuôi á, họ trồng cái nấm này vốn không đụng một hạt cát nào hết trơn. Nên mình cũng không có lo là cái vụ này có cát trong đó. Nhưng mà mình cũng rửa sơ vậy thôi.
Đây, mình bỏ hết hết gói này vô luôn nha bạn. Bỏ hết một cái gói này vô luôn. Một cái gói này cũng cỡ 2 pound đâu đó đó. Đây, đặt bỏ chút xíu dầu vô trong đây. Chút xíu thôi. Để nó không có bị dính á, cái dầu đó chút nữa mình cũng đổ ra hết à. Để chút nữa nó không có bị dính. Trong lúc mà mình sắc mấy cái rau củ đó thì mình bắt nồi nước lên để cho nó sôi. Mình cắt rau củ xong rồi nồi nước cũng đã sôi rồi. Mình bỏ ba cái biscotti vô trong đó là vừa. Xong rồi bây giờ trong lúc chờ đợi cái này nó chín thì mình xào cái phần rau củ. Rồi các bạn, mình thay vì mình dùng dầu ăn này kia nọ đó thì Đạt không bao giờ dùng ba cái đó cho mấy cái vấn đề chiên. Vợ Đạt với lại má vợ thì khác. Còn nếu mà Đạt xuống bếp thì đa số là Đạt dùng mấy cái này, nếu có thể dùng được mấy cái này Đạt dùng cái này là bơ. Thì đương nhiên không phải cái nào mình cũng dùng bơ hết nha. Đa số mấy cái đồ mà Đạt nấu toàn là có thể sử dụng được không à, chứ không phải món nào mình cũng dùng bơ. Rồi mà cái này cũng đã nóng rồi ha. Rồi bây giờ mình bỏ cái này vô. Và cái này là cái củ hành trắng hồi nãy, hành tây hồi nãy mình sắc đó. In this way, we see it's coming in. Bỏ vô luôn thôi. Bỏ mấy củ vô luôn. Rồi các bạn ơi, mình trước hết là mình bỏ cái hành tây vô, mình làm cho cái hành tây nó hơi chín chút xíu. Xong cái mình bỏ cái phần thứ nhì vô là cái mushroom và nấm vô. Xong làm cho cái hành tây với nấm nó chín luôn. Xong rồi mình bỏ cái cà cái tomato này vô, tức là cái cà này vô. Xong hai cái phần này vừa đủ chín thì mình có thể nêm một chút xíu gia vị vậy trong đây cũng được, hoặc là mình bỏ thịt vô mình xào tiếp. Chỉ vừa đủ chín thôi ha, đừng có chín quá nó sẽ đục hết trơn nha. Rồi giờ mình bỏ thịt vô nha các bạn. Cái như đây mình bỏ hết vô cha nó luôn cho rồi. Một hồi cái này nó vừa đủ chín thôi là mình bỏ cái cục meatball vô mình nấu tiếp. Thì cục meatball nó cũng đã làm chín rồi, nó chỉ là đông lạnh thôi, cho nên cái đó mình bỏ vô sau được. Mình bỏ vô chung với lại cái thời gian mình bỏ nữa mấy cái sauce á. Còn này nó chưa chín nên mình làm cái này trước. Rồi các bạn ơi, mấy cái này cũng tới đây là mình thấy nó cũng đã chín thịt, chín đầu này kia nọ rồi ha. Bây giờ mình có thể bỏ chút xíu gia vị nêm vô trong đó đó. Thì cái gia vị nêm á thì các bạn nha, không mỗi người mỗi gia đình ăn khác nhau gia vị không, mình không có nhất định cái nào đúng cái nào sai hết trong đây nha. Đặt chỉ bỏ hai muỗng đối của một cái loại giống như là không phải bột ngọt mà nó là gia vị rau củ đó, đặt bỏ vô thôi. Thì mỗi người có mỗi một cái gia vị khác nhau của họ nên đặt cũng không có cần thiết phải để cái đó vô trong. Nhưng mà không phải bột ngọt, gia đình đặt không thích ăn bột ngọt cho lắm nên đặt không bỏ bột ngọt. Rồi kế tiếp là mình bỏ cái mấy cái meatball vô. Cái kia nó cũng đã chín rồi, meatball mình bỏ vô. Rồi mình tiếp tục cho hai cái phần này nó chín. Nhớ là cái gia vị á đặt bỏ vô cũng không có nhiều, bởi vì trong cái sauce của cái chai sauce đó, nó đã có gia vị trong đó hết rồi. Đặt chỉ bỏ vô là cho cái phần này thôi. Nếu mà mình không bỏ vô thì một chút nữa nó có thể bị lạc chút xíu. Cho nên đặt chỉ bỏ vô cho cái phần này thôi. Meatball thì nó đã chín rồi nha các bạn. Nó bán cho mình đã chín rồi. Mình chỉ về mình xả đá ra này kia nọ thôi. Không có gì nữa hết. Bây giờ mình bỏ vô đây thêm một chút xíu nữa. Cho hai cái vấn đề này nó chín. Nóng cái là mình bỏ sauce vô được. Sau khi bỏ sauce vô là có thể
để nó sôi lên là mình có thể xơi được đó. Thì mình sẽ bỏ hết cái hũ này vô luôn nha các bạn. Bỏ hết cái hũ này vô luôn. Bỏ hết cái hũ này vô luôn nha. Dặn cái lửa chấp bớt là chút xíu trong lúc mình đang làm cái này để nó không có văng tùm lum tùm la hết. Tại cái này nó sôi lên hồi nó văng dữ lắm. Rồi sau khi mình trộn này đều lên chút xíu ha, mình để cho cái này nó sôi. Một khi nó sôi lên tức là mình có thể sử dụng được rồi. Xả chút xíu nước lạnh vô để cho cái đó nó không có bị đóng cục quá. Xong rồi thậm chí vậy mình còn bỏ chút xíu bơ vô nữa. Rồi đây là bơ đó nha các bạn, bơ nãy mình nãy đó, mình bỏ nó lên chút xíu. Mình trộn nó lên để nó không có dính từng cục đó. Thông thường các bạn sẽ bỏ cái bơ này vô trong cái biscotti lúc mà biscotti còn còn nóng á. Nhưng mà cái dỗ này của mình quá xá là nhiều đi. Nó quá nhiều cho nên lý do đó mà mình phải làm cho cái bơ nó tan ra trước. Rồi vấn đề cái này nãy giờ nó cũng sôi rồi nha bạn, mình mở ra được rồi. Lý do mình phải đậy lại là bởi vì không đậy lại là cái bếp của mình sẽ văng tùm lum hết trơn á. Mình phải đậy lại. Cái này là cái rau ngò đó. Cái này cái chân cái cọng á, mình bỏ vô đây để cho nó chín. Còn cái lá của nó mình có thể bỏ sau hoặc mình bỏ trong lúc mình ăn cũng được. Đây, tổng chào các bạn nha, mình mời các bạn cùng hai cha con xơi cái món biscotti and meatball mình mới làm xong thức thì. Bây giờ thì cũng chiều rồi, ăn giờ này là đúng rồi. Sao con ăn sao? Thấy ngon không? Ngon. Ngon sao? Meatball. Mushroom. Meatball and mushroom. Meatball này sao? Ngon không? Ngon sao? Nó rặn từng câu tiếng Việt các bạn. Con nói tiếng Anh nha, ba nói tiếng Việt cũng được. You can speak English con. And then daddy will try to help you get the Vietnamese. Okay? So what you like about it? It tastes good. Sứ quân à, ngon. Ngon sao? What's good about it? Everything. Everything. How's the flavor? Like too saucy, too mặn, too ngọt, too blah blah. Yeah. It's good. It's good. Just good. Just plain good. Nothing to talk about. Chỉ ngon thôi, nó biết ngon như thế nào hết trơn. Nó không biết thế nào gọi là ngon hết trơn á. Cho nên nó ba nó làm nó dở cả nào nó ăn nó cũng nó ngon á. Thông thường đặt nấu cái này có chút xíu à, nó hai cho con ăn mà. Không có nhiều như bữa nay đâu. Bữa nay là đặt nấu mục đích là để cho nguyên cả gia đình đó. Nên chút nó về mấy người cái ăn thì để coi như mọi người nói sao. Cái món biscotti meatball này á là nó có hàng chục cái cách làm, phương pháp làm. Nó không có cái gọi là mình phải có một cái công thức để làm, nó không có vậy đâu. Mỗi người làm khác nhau hết. Mình thích ăn cái gì mình làm theo cái sở thích của mình thôi. Đặt thấy có rất là nhiều cái recipes hướng dẫn ở trên mạng đó. Nó đâu có bỏ thêm ba cái nấm vô trong đó nè, mushroom đó. Nó đâu có bỏ thêm cà tomato vô trong đó đâu. Mà Đạt làm thì Đạt thích bỏ mấy cái đó vô cho nó có phần tươi hơn thôi chứ không có gì hết. Đúng không? Xong rồi cái loại meatball thì mình chọn tùy theo cái khẩu vị của mình nữa. Cái meatball này á, Mỹ nó có bán sẵn.
mình thích ăn cái meatball của cái gia vị gì mình mua cái đó nữa, cục lớn cục nhỏ nữa, nó không có một cái nào gọi là nhất định phải theo cái đó hết trơn. Mình thích ăn cái gì mình mua cái đó, mình thích ăn cái gì mình nấu cái đó thôi. Trên mạng mình thấy có nhiều người người ta bỏ một chút xíu cái cheese ở trên này nữa, cái cheese đặc biệt cho ăn spaghetti này nè. Nhà Đạt thì cũng không có ăn cái đó nên cuối cùng cũng không có bỏ vô. Đạt làm thì đa số Đạt cũng không có dùng dầu mà là dùng butter, Đạt bỏ vô thì đại khái vậy, nên mình thích sao thôi. Cái cục này á vừa ăn lắm, nó đã có gia vị sẵn trong, nó rất là vừa ăn, không có mặn, không có cái gì trong đây để mà mình có thể chê bai nó hết cho nó rất là vừa ăn. Rồi cái sauce mình mua đó là cái của cái hãng đó, cái hiệu đó mình cũng rất là thích, nó đã có đầy đủ gia vị trong đó vừa ăn rồi. Khi mà Đạt xào mấy cái hành tây thịt này kia nọ đó thì Đạt xào cái hành tây trước. Khi Đạt xào cái hành tây trước xong rồi Đạt bỏ cái mushroom vô cho cái hành tây, cái mushroom chín, rồi bắt đầu mình mới bỏ cà vô sau, rồi bắt đầu mấy cái đó chín hết, bắt đầu mình mới bỏ ba cái ground beef vô. Tất cả những cái đó làm á thì mình sẽ bỏ một chút xíu cái bột nêm ở trong đó cho nó vừa ăn cái mấy cái phần đó. Thì chứ còn mình không bỏ cái đó vô á thì cái gia vị có sẵn ở trong cái tomato sauce á thì nó không có đủ để mà cho nó vừa ăn, thì nếu mà mình không bỏ cái vô nó sẽ bị lạc. Phần còn lại mình phải dùng cái đĩa các bạn ơi. Cái đũa mình thứ nhất là không quen cái ăn cái đũa, đa số mình dùng đĩa nhiều theo kiểu Mỹ, đĩa nhiều, cái đũa đó mình múc cái này không được. Nói về cái vụ ăn bằng cái đĩa này, Đạt không quen bằng đũa, là sẵn đây Đạt cũng nói cho các bạn biết là có vài người bạn vui tính vô trong cái YouTube channel của Đạt cũng có những lời phê bình mà hơi khó nghe trong đó. Có lẽ các bạn đó không có hiểu mình thì hãy nhớ subscribe và theo dõi mình một thời gian sẽ hiểu. Sẵn đây thì Đạt có dịp để cho các bạn như vậy để hiểu luôn, là cái lời phê bình đó là nói là Đạt viết sai chính tả, nói không có đúng từ, mà phê bình Đạt rất là khó nghe. Thì Đạt muốn cho các bạn như vậy hiểu là Đạt ở bên Việt Nam chỉ sống được ở bản cho tới khoảng 14 tuổi là Đạt đã đi Mỹ rồi. Và đến bây giờ Đạt đã sống ở nước Mỹ này suốt 30 mấy năm, hơn cả cái đời người của Đạt rồi, hơn cả nửa đời người của Đạt rồi. Nên tiếng Việt ở bên Việt Nam á thì Đạt không được may mắn giống như các bạn sau này, các bạn được đi học hành. Còn Đạt vào cái thời gian đó là không được phép đi học, chứ không phải không muốn đi học nha. Đạt muốn nhấn mạnh rõ là tất cả những các anh chị em lai giống như Đạt đều không được phép đi học. Nên không phải là tụi này không muốn đi học hay là không có điều kiện để đi học, mà không được phép đi học. Chính phủ vào cái thời gian đó không cho tụi này có khả năng đó, điều kiện để đi học. Những cái thành phố, những cái khu vực ở có thể có khác chút, chứ còn nơi Đạt ở là quận 6, thì phường 9 quận 6, thì cái chỗ đó Đạt giống không được phép đi học. Cho đến khi mà Đạt được 11 tuổi mới nhờ cái cô giáo ở trong cái xóm đó, thấy gia đình cũng dễ thương, Đạt thì cũng lớn mà không được đi học, nên đưa Đạt vô cái giờ trường là cô của cái cô đó đó là hiệu trưởng của nhà trường. Cô của cái cô đó là hiệu trưởng của nhà trường, nên mới đưa thông qua hết tất cả những luật pháp mà cho Đạt vô học. Chứ còn nếu mà ở nơi khác thì Đạt cũng sẽ không được đi học. Đạt học lớp 1 vào lúc 11 tuổi, đến 14 tuổi là Đạt xong lớp 4 và đã đi Mỹ.
Nên tiếng Việt của Đạt chỉ có được tới lớp 4 thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn phê bình cái chữ viết của Đạt và cách nói chuyện của Đạt tiếng Việt á, thì biết rằng Đạt chỉ có được lớp 4 bằng tiếng Việt thôi. Tất cả những chuyện sau này là Đạt chỉ có coi phim ảnh mà học hỏi thôi. Với lại có vợ sau Việt Nam thì cũng học hỏi nhiều bên vợ và gia đình vợ. Cho nên các bạn cũng phê bình vui chơi, mình nhận. Nhưng mà câu khó nghe thì các bạn phải hiểu biết một chút xíu về cái background, cái quá khứ của Đạt để mà phê bình Đạt nha. Nếu không Đạt chẳng có thấy gì, Đạt chẳng có thấy cái gì bị sốc hết. Nhưng mà Đạt thấy có cái thì người bạn nào mà phê bình kiểu đó thì sự hiểu biết nó quá là chưa có được đầy đủ, mà mình lại phê bình người ta như vậy thì người ta có thể cười mình. Nên các bạn cũng sẽ hiểu được cho Đạt khi mà Đạt viết sai chính tả hay nói sai từ, vì Đạt rất là rặn từng từ một để mà nói chuyện, chứ không phải mà khi không coi như là nói rất là suôn sẻ trong câu nói của mình. Tại sao Đạt nói rất là chậm chạp, không có nhanh, không có suôn sẻ, không có nhảy tới nhảy lui mà nói một cách hăng hái? Bởi vì Đạt suy nghĩ ra từng từ một để nói, chứ không phải mà khi không dễ dàng nói. Tại sao có nhiều cái từ à trong đó? Bởi vì Đạt suy nghĩ trước khi Đạt nói. Lý do đó mà câu nói của mình nó chậm hơn người khác thôi nha. Các bạn thông cảm và hiểu giùm nha. Ngon quá. Nhưng mà nói nhiều làm cho cái này nó bị nguội bớt à, nó lạnh lạnh à. Cái này nó phải vừa nóng lên ăn ngon hơn, nóng bốc khói lên ăn ngon hơn. Còn thịt thà mà mình để nó lạnh lạnh rồi ăn không còn ngon nữa. Thời tiết ở ngoài lạnh lắm nha các bạn. Ở trong nhà nhiệt độ của mình thì khoảng 70 độ F. Không, còn ở ngoài mình nghĩ là phải dưới 30 độ F rồi. Dưới 30. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết đoạn video này của Đạt nha. Thì trong cái video này thì Đạt chỉ chia sẻ cùng các bạn là món ăn Đạt cũng nhiều lần nấu cho con gái của Đạt ăn. Không có nhất định phải là một cái phương pháp nấu nào gọi là đúng với sai trong cái vấn đề nấu này. Mình thích ăn cái gì mình cứ việc nấu theo cái phương pháp mình thích mình ăn thôi. Nó vốn không có một cái đúng với cái sai trong đó. Rồi tới đây xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết đoạn video clip này của Đạt nha. Xin hãy tiếp tục ủng hộ Đạt cùng gia đình của Đạt bằng cách là like nè, comments, nhiều cái comment Đạt với lại dạ Đạt cũng coi và có reply lại. Subscribe vô cái channel của Đạt. Nếu mà thấy những cái bạn bè thân thiết của mình mà có thể thích những cái đoạn video nào của mình đó, thì share cho các bạn đó để các bạn cũng có thể subscribe trong cái channel của Đạt. Không thì sau này có nhiều cơ hội hơn thì Đạt sẽ làm những cái video mà nó độc lạ hơn, khác biệt hơn với người ta một chút xíu, chứ không phải cái nào cũng giống như nhau hết. Đạt muốn tìm hiểu những cái mà có thể chia sẻ cùng các bạn nó khác biệt hơn người khác phần nào, chứ không phải làm cái gì cũng giống như nhau hết thì không phải là một cái mục tiêu của Đạt. Nhưng mà trước hết thì Đạt phải cần có cái kinh nghiệm, Đạt phải cần có cái trải nghiệm này. Hồi xưa giờ mình không làm cái việc YouTuber, mình không biết phải làm như thế nào, thì đây là những cái kinh nghiệm mình từ từ mình trải qua ha. Cho nên Đạt cũng rất là cảm ơn các bạn đã có những cái comment rất là tốt đẹp để mà có những cái động cơ cho Đạt làm video, làm YouTuber. Thì tất cả những cái comment của các bạn thì Đạt đều đọc hết trơn, Đạt đều bấm cái nút trái tim đó để cho các bạn biết là Đạt có từng đọc từng cái comment một. Nhưng mà có những cái Đạt không có reply được là bởi vì nó quá nhiều đó. Nó quá nhiều luôn á, Đạt không có reply được hết. Và cái thời gian của Đạt trong cái thời gian để reply không có đó. Nên các bạn thông cảm nếu mà Đạt không có viết lại cái tin nhắn mà Đạt chỉ bấm nút tim thôi thì các bạn thông cảm giùm Đạt nha.
với lại có nhiều khi Đạt viết sai chính tả nữa, các bạn thông cảm giùm Đạt nha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn lại gặp lại trong những cái video sau này nha. Rồi, xin chào.